Ôi hello quý anh chị nha, bên em Tuấn sẽ lên cho anh em tất cả các mẫu xe có tại cửa hàng bên em nha. Đấy, cửa hàng của em là ô tô Bình Dân Dĩ An nha anh em nha, nằm tại 392 đường DT743 khu phố Long Thành thuộc phường Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương nha. Đấy, bên em thì có mua bán trao đổi tất cả các loại xe từ 100 triệu tới 700 triệu. Anh em nào biết ai mua hoặc bán xe thì vui lòng liên hệ với em với số điện thoại trên hoặc là chụp hình qua Zalo, em sẽ gọi là bấm giá xe. Và anh em nào mua hoặc bán được xe thì em sẽ gửi hoa hồng từ 1 triệu tới 3 triệu cho anh em nha. Đây, trước mặt của anh chị đây là mẫu xe Fortuner 2013. Đấy, 2013 thì nó được qua phơm mới lỗ mũi nè. Đấy, qua phơm mới lỗ mũi mới. Đấy, nó phơm lỗ mũi ở trên đầu rồi nha anh em nha. Tí em sẽ vào chi tiết cho anh em. Đấy, về một con xe mới vừa. Con này bữa em có quay về hôm nay. Rồi em có mua một số đồ, nói chung là trang bị một số đồ cho cái xe nó hoàn chỉnh lên cho anh em mình mua về sẵn sử dụng nha. Đấy, mấy bữa trước là nó không chưa có bị mưa nè, mấy cái này thì chưa có, em thay mới hết cho anh em luôn. Và em lên cho anh em màn hình luôn nha anh em nha. Đấy, xe màu đen. Đấy, xe màu đen cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ bóng bẩy luôn nha anh em nha. Đấy, 2013. Đấy, thì đầu 2013 nó vẫn còn form cũ nha anh em nha. Vẫn còn form cũ, máy công nghệ cũ, chưa có lộ mũi. Về một số phần ở trong máy nó sẽ chưa có gọi là công nghệ mới. Đấy, và đây em sẽ đi một vòng cho anh em xem cái mẫu Fortuner này nha. Đấy, 2013, phom lỗ mũi xi nhan gương. Đấy, mấy bữa là em có quay xe hết đăng kiểm, em đi đăng kiểm mới lại cho anh em mình rồi nha anh em mình nha. Đấy, xe thì xe cực kỳ bóng bẩy, cực kỳ đẹp luôn. Và em đang đặt thêm một số đồ, ví dụ như ốp đèn này. Đấy, em đặt cho nó lên full luôn, cho nó đẹp xe nha anh em nha. Đấy, 2013, số sàn, máy dầu, xe được lên body kit cánh. Đó, body kit cánh là mấy cái này nè. Đó, nó lên xe cực kỳ ngầu, cực kỳ dày luôn nha anh em nha. Đấy, xe thì đăng kiểm mới rồi nè, đăng kiểm tới 2023 luôn nha. Đấy, xe màu đen. Đó, được trang bị rất là nhiều đồ chơi nha. Đấy, mấy cái này em thay mới lại hết cho anh em mình rồi nha. Đấy, xe được lên màn hình Android, nội thất mới rồi nha anh em nha. Đó, xe thì cho anh em về sẵn dùng thôi, không làm một cái gì hết. Đó, xe đi cực kỳ rộng rãi, cực kỳ tiết kiệm luôn. Đấy, đây nội thất này cực kỳ mới, cực kỳ sáng luôn nha. Màn hình Android kèm theo mặt dưỡng nè. Đó, xe thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rồi con này em bán mức giá là 575 triệu đồng nha anh em chú ý nha. Những dòng này vẫn có những dòng taxi hoặc là xe dịch vụ ra nha, em nhắc lại nha, vẫn có những dòng taxi dịch vụ ra nha anh em nha. Đó, còn xe em bán ra, em cam kết cho anh em này xe chuẩn gia đình 100% nè, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc thì nguyên rin 100% nha anh em nha, kể cả ốc vàng cò cũng chưa ra hờ ra một con luôn. Đó, bên em bán ra em có cam kết bạn em bằng văn bản nên anh em cứ thoải mái alo cho em Tuấn nha. Đấy, đây em sẽ xuống cho anh em mình xem phần gầm nha. Đây phần gầm xe nè. Đó, bô thì cực kỳ sáng luôn, gầm thì được phủ chống ồn chống sét rồi. Đó, phần này thấy không, nó sáng keng luôn anh em xem nha. Đó, cái 575 triệu đồng anh em đã sở hữu được mẫu xe Toyota Fortuner. Bên em bán xe ra tất cả các xe đều bao rút hồ sơ cho anh em mình nha. Anh em nào về mua về chỉ việc nhập thôi nha. Đó, rồi tiếp theo đây là mẫu xe tập lái giá ngang NH Daewoo Lacity 2007, số sàn. Đó, xe chuẩn chỉ gia đình. Đó, em nhắc lại nha, chuẩn chỉ gia đình nha. Đó, nội thất nỉ nguyên zin nè. Đó, cánh nỉ nè, ghế cũng ghế nỉ luôn nè. Đó, chuẩn chỉ gia đình nha anh em nha. Xe được trang bị màn hình cam lùi rồi nha. Đó, con này em bán với giá là 138 triệu đồng, 138 triệu đồng. Em bao rút hồ sơ cho anh em mình nha. Đó, xe thì cực kỳ đẹp luôn, xanh đanh hai đầu, 138 triệu, chỉ bằng giá ngang NH thôi nha anh em nha. Đó, còn bên em con này em bán rồi nha, Fortuner Kia Carens 2016 em bán rồi nha. Rồi trước mắt của anh chị đây là mẫu Innova 2008, form mới. Form mới là form qua form 2010 rồi nha anh em nha. Đó, con này em bán với giá là 255 triệu đồng nha anh em nha. 255 triệu đồng. Đó, 255 triệu đồng cho mẫu Innova 2008 qua form mới. Rồi, bên em còn rất là nhiều dòng Innova từ 2008, 2006, 2010. Nói chung là 2008 là đồng giá là 255 triệu hết nha anh em nha. Đấy, anh em thích mẫu xe nào thì alo cho em sẽ gửi hình chi tiết cho anh em mình nha. Rồi, tiếp theo đây là mẫu Kia K3 2015 bản full 2.0 số tự động, cửa nóc. Đó, xe thì được trang bị mâm đúc nè, mâm đúc đồ chơi, màn hình trong xe cực kỳ đẹp rồi. Đó, anh em mình mua về sẵn dùng thôi nha. Đấy,
Con xe đây em đang sử dụng đi công vụ hàng ngày nên xe chất lượng xe thì anh em khỏi bàn về chất xe nha. Đó, xe mang màu bạc biển số 51F. Đó, anh em này ở Sài Gòn mua con này về thì khỏi tốn tiền biển 20 triệu nha anh em nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là mẫu Fortuner 2011 nha anh em nha. 2011 số sàn máy dầu. Đó, màu đen nè. Đấy, hai con Fortuner màu đen nha, hai con Fortuner màu đen nè. Anh em xem nha. Đó, con này là mẫu cũ, con kia mẫu mới, quay phom lô mũi nha. Rồi, tí nữa bên em sẽ còn một con Fortuner màu bạc kia nữa nha. 2011 số sàn máy dầu, nói không với lỗi nhỏ. Đó, nói không với lỗi nhỏ, máy móc thì nguyên zin. Xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ nè. Đó, nội thất thì được bên em bọc mới rồi nha. Đó, em bán với giá là 488 triệu đồng đi. 488 triệu đồng cho mẫu Fortuner 2011 số sàn máy dầu. Đó, mùa này thì đi máy dầu thì anh em khỏi suy nghĩ rồi, xăng đang tăng giá thì đi máy dầu thì khỏi bàn. Đó, xe thì được trang bị màn hình cam lùi nè. Đó, em chỉ bán cái 488 triệu đồng cho anh em mình nha. Rồi, đây là mẫu Innova 2008. Đó, nói chung là Innova nhà em nhiều lắm nha anh em nha. Anh em thích mẫu nào thì alo cho em chụp lại biển số xe. Đó, ví dụ như con này nè, 51H nè, 93126 nè. Đó, em bán với giá đồng giá 255 triệu đồng đi. Đó, còn Innova thì từ 206 tới 208 bên em nhiều lắm nha anh em nha. Đó, thì xe mới cho rửa xong. Đây cũng Innova 208 luôn, em bán đồng giá luôn 255 triệu đồng nha anh em nha. 255 triệu đồng. Đó, xe nội thất thì cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, chỉ có 255 triệu đồng. Rồi, tiếp theo đây là mẫu Fortuner 2012 số sàn máy dầu. Đấy, con đây mang màu bạc, anh em nào mua về chạy dịch vụ thì cũng rất ok. Đó, tất cả Fortuner bên em bán ra, em ra bảo hành cho anh em một máy một năm nè. Đó, bảo hành máy một năm, rồi cam kết không năm đụng, không ngập nước cho anh em mình nha. Đó, xe nội thất thì cực kỳ đẹp luôn, trần được trần nỉ. Chính giữa nó có cái tivi nữa nè anh em. Đó, anh em ngồi sau thì coi được tivi nữa nha. Đấy, chỉ có hai con này em bán là 548 triệu đồng đi. 548 triệu đồng cho mẫu Fortuner 2012, xe màu bạc nha. Đó, xe biển số 38 nè. Đó, rồi bên em rất là nhiều Innova nha. Anh em có thích Innova thì alo cho em Tuấn liền nha. Với số điện thoại là 0904804567. Đó, từ 2008 tới 2010. 2008 thì đồng giá là 255 triệu, còn 2006 em bán chỉ giá 228 triệu thôi nha anh em nha. 228 triệu thôi. Đó, đó, con này cũng 2008 luôn, bán 255 triệu. Đó, anh em nào mà ví dụ như mà xem xe cho khác cũng được, có thể chụp hình này qua em tư vấn miễn phí cho anh em nha, để tránh anh em tình trạng mua chúng xe đâm đụng ngập nước nha anh em nha. Đó, rồi em Tuấn anh chào anh em luôn nha. Anh em nào muốn mua hoặc bán xe thì vui lòng liên hệ với em trực tiếp với em nha. Rồi, em chào anh em luôn nha.